chụp hình cái gì à? Trời ơi, Phú Quỳnh đế lắm. Rồi, tính em đi hai đầu, Liên Phạm nha. Xin chào Liên Phạm nha, xin chào Liên Phạm. Trời ơi, Phú Quỳnh đế. Đây là bạn Tùng Sơn. Xin chào tất cả mọi người nha. Ừ. Bây giờ chỉ chờ thấy chờ... mấy con thấy thấy mình lại bắn rồi, bắn like đi mọi người, bắn like không kia. Thả tim đi, thả tim đi. Thấy chưa, Tùng Sơn đã ghé quán của Phước rồi, mọi người cũng phải ghé nha. Tùng Sơn đẹp xuất sắc không các bạn? Thấy à, Tùng Sơn ghé rồi, mọi người ghé chơi với Tùng Sơn nhé. Chào mọi người nha. Tùng Sơn bây giờ khác xưa nhiều lắm, bây giờ đẹp xuất sắc luôn. Xuất sắc luôn. Gương mặt chụp hình là không gốc chết. Hay chưa? Bắn tim nhiều nhiều vô. Bắn tim nhiều nhiều vô. Đúng rồi, bắn tim nhiều nhiều vô. Trời ơi, em vô tự nhiên Facebook lên hẳn rồi. Từ từ. Có ai cần thông tin vấn đề gì hỏi không? Cứ comment phía dưới đi, comment phía dưới nha. Đúng rồi, mọi người muốn hỏi gì hỏi đi nha. Chào anh em đẹp trai, tính chào em, yêu dấu cho em nha. Hello, xin chào tất cả mọi người, xin chào 15 người. Tại sớm lắm chấm thu tiền này, thì còn người sao người xem. Đây, món ăn đây, món ăn đây. Món ăn à? Đó. Con không biết đó, tại sao quái thủ. Món ăn quái thủ, hello. Ôi, Tùng Sơn giờ đẹp xuất sắc rồi. Ngày mai Tùng Sơn làm gì, Tùng Sơn nói các bạn nghe đi. Ngày mai Tùng Sơn sẽ làm mũi. À. À, làm mắt với môi. Làm môi. Các mũi môi trên môi. Khi Tùng Sơn đẹp lên rồi, Tùng Sơn sẽ thấy như thế nào? Có sự thay đổi như thế nào? Anh Phước đẹp xuất sắc luôn. Anh Phước đẹp xuất sắc, cảm ơn. À, các con để vô nữa kìa. Đưa mặt tiền vô. Đưa mặt tiền vô. Hello, xin chào mọi người nữa nè. Quay mặt Tùng Sơn đi. Hello, xin chào Hoa Mèo. Xin chào Hoa Mèo nha. Đúng rồi, đây là bạn Tùng Sơn. Mọi người hỏi phải Tùng Sơn không à? Nói chuyện đi cho người ta để nó tưởng là không phải Tùng Sơn kìa. Có trai đẹp không kìa? Có chứ. Rất nhiều trai đẹp luôn. Quay cho. Đây nè, đây là một người con trai mà gọi là xấu nhất. Luôn các bạn. Qua quán rồi. Trời ơi, mình khọt cứng. Các bạn thấy không? Luôn á, nói chuyện nói nhiều bị phun mọi chỉ. Người hỏi sao Tùng Sơn khác quá vậy, em sửa. Tùng Sơn bây giờ đẹp trai lắm, đẹp xuất sắc luôn. Ngày mai Tùng Sơn sẽ đi làm mũi nè, làm mắt nè, làm môi nè, rồi mọi người sẽ không nhận ra luôn. Nhưng mai mốt mọi người sẽ nhận ra Tùng Sơn bằng giọng nói, đúng không? À. Chỉ bây giờ chỉ còn sót là giọng nói của Tùng Sơn thôi. Dạ không giống mày đặt lên tiếng. Ờ dạ không giống mày đặt. Trời ơi trời mất cười quá đi. Đẹp trai nhất, cảm ơn nha. Cảm ơn Minh Huy. Thích mòn em đi. Em đi. Hai lúc giờ anh Tùng Sơn. Hai lúc mọi người. À mọi người à, biết là Tùng Sơn đang ở đâu đâu. Anh em quên địa chỉ anh nói lại. 1172 Trường Sa, phường 13, quận Phú Nhuận. Cà phê Acoustic, kịch cà phê Cao Tiên Phước. À, có kịch luôn hả? Bây có giờ kịch là, luôn. Bây giờ là ai muốn Tùng Sơn diễn kịch không? Tùng Sơn sẽ diễn kịch cho mình. Mai mốt mà Tùng Sơn mà diễn kịch luôn nè. Mai mốt mà Tùng Sơn mà diễn kịch. Mọi người nhờ phải ủng hộ nhiều nhiều nha. Trời thế ơi, đi. Lên tới được 60 người xem rồi đó, xong mấy luôn đó. Hoàng có khách đông không? Trời ơi, ngồi đây buồn dễ mê. Cái đó là buồn. Không có mọi người qua thì buồn. Mình buồn vì tim mình đau. Mình buồn thì ai có thấu đâu. Mình buồn vì tim mình đau. Được. Em gì? Hai người bao giờ làm đám cưới? Hai người bao giờ làm đám cưới? Thấy đẹp đôi không? Đẹp anh đôi. Anh trả lời đi. Đẹp đôi thế thì mốt.
mọi người chờ công bố trên báo luôn chứ không cần phải thông báo trên Facebook đâu. Đi diễn kịch đi. Đẹp đôi không mọi người? Đẹp đôi không? Đẹp đôi yêu luôn. Đẹp đôi yêu Tùng Sơn luôn. Mà sợ giờ Tùng Sơn đẹp quá, Tùng Sơn không yêu Phúc nữa. Ba có được kìa. Trời ơi. Từ khi cho cái Zalo của Huyền, trời ơi, gọi hoài. Đó là Huyền. Huyền hỏi cho anh mà. Ai, ai vậy? Hả? Bạn của em. Em thấy không? Kìa hỏi cho em, Tùng Sơn có nhận được kìa. Không có chửi, vô tư, vô tư thoải mái đi, ai nói gì đâu. Cứ vô tư thoải mái. Đi Louis kìa, hy vọng từng tới Việt Nam sẽ gặp Tùng Sơn diễn kịch. Ok. Mọi người muốn Tùng Sơn hát không? Tùng Sơn sẽ hát cho các bạn nghe. Các bạn muốn nghe Tùng Sơn hát bài gì? Mai mốt cà phê Acoustic của Phước mở 3/7 chủ nhật nè, có Tùng Sơn tới hát giao lưu với các bạn nha. Ai ok thì đăng ký nha. Trời đất ơi, đăng ký đi, đăng ký từ bây giờ đi chơi, còn chừng chơi gì nữa. Đẹp xuất sắc luôn người ơi, kìa Thảo Nhi, kìa Thảo Nhi nó đẹp xuất sắc luôn người ơi. Mà like xem có rõ không ta? Ừ? Không biết tụi đang like mọi người có xem có thấy live stream của Tùng Sơn thấy rõ không? Ai vậy? Ai vậy? Bạn của em á, trời ơi. Bộ em á. Dạ hả? Bộ em á. Hello em. Hello anh. Em ở đâu? Em ở Gò Vấp hả? Hỏi nói chuyện nha. Chạy qua Phú Nhuận đi, chạy qua Phú Nhuận cà phê với Tùng Sơn với anh nè. Em đi không có được, em đi rồi, em đi rồi. Sao đi không được vậy? Bị cái gì? Ai khóa cửa không cho đi đúng không? Chạy quá. Đây chụp được chưa? Philip bỏ. Em nhớ vô kết bạn Facebook với anh nha, cả Điên Phước. Tổng thương vui tính. Ok anh, ok. Nhớ cả Điên Phước nha, lát mà tìm không ra cái Facebook là chết. Mất vậy. Facebook của em là thôi, chứ xíu nữa em có nhiều đồng lắm. Ok, ok, ok em. Trả nè. Công chúa Thị Tè hôm nay đẹp lắm. Hello, cảm ơn mọi người nhé. Hai người là trời quá. Hai người đang quen à. Anh giải thích sao em không biết đâu. Từ từ đi, từ từ các bạn sẽ biết là quen hay không. Bây giờ hỏi sao trả lời được đúng không Sơn? Hỏi bây giờ không trả lời được đúng không? Giải thích đi, không biết giờ. Không biết đâu, để từ từ đi. Tùng Sơn sẽ cho mọi người câu trả lời thỏa đáng. Philip Võ. Hello anh Phước kìa. Hello Minh Phương. Bữa nay đành rỗi chị qua quán anh Phước mời uống nước. Mai mốt có hàng đêm có Acoustic 3/7 chủ nhật á, Tùng Sơn qua các bạn có qua ủng hộ không? Dạ. Các bạn qua ủng hộ Phước nha, 3/7 chủ nhật nha, 19:30 mỗi tối nha. 2/6 sẽ có kịch cà phê nè. Bữa khai trương không có qua được thì lúc đó cái mặt còn xương và cái miệng nó nói chuyện không có được. Đúng rồi, bữa đó là mặt Tùng Sơn mới đang làm nên là không qua được. Không qua được. Ở đây là vừa mất cười cái tay người ta muốn đụng gì thì đụng chứ. Không vậy luôn. Cái tay muốn đụng gì đâu mà. Ừ, tay nó rung luôn. Gàng luôn. Dạ. Không có ai ngang căng được. Bàn tay của em. Cầm đi, cầm đi. Cầm đi. Cầm cho hai đứa anh coi. À, được quá ha, được. Đó, các bạn thấy chưa? Nghe đi rồi. Dạ. Thôi anh Lê nhé. Đẹp quá. Hả? Được. Hello cả nhà yêu, Tùng Sơn hát một đoạn đi. Nhận cho em không? Chào các bạn. Đẹp gái quá trời. Sơn và Sang đang ở địa chỉ 112 từ xa của quán quán Căn Điện Phước. Các bạn qua đây chơi nha, ủng hộ quán Phước nha. Khỏe Phước Sang, Lâm Kiến Sang. Rồi, đừng có chơi với anh Lâm Kiến Sang. Chưa làm mắt mà mũi miệng à? Chưa, mai là Tùng Sơn sẽ làm mũi mắt với miệng nha. Bây giờ là hiện tại là bước 1 mới thay đổi hoàn toàn phương hàm mặt thôi, chưa có làm bước 2. Và bước thông bước 2 thì chúng ta Tùng Sơn sẽ làm bước 3. Bước 3 sẽ làm răng và làm da tấm trắng body. Ok. Không, không thích gì ghê lắm luôn. Hả? Chuyện trắng hả? Không biết đâu, nó chuyện cái chất gì vô thấy ghê quá, tấm
tắm gì á, công nghệ của Đức á, tắm trắng bên công nghệ của Đức. Mấy người qua cà phê với Tùng Sơn nhé. Anh Lâm Diễn, Lâm Kim Sa. Quán Toàn, nhân vật hot không nha. Hello, đây là buổi tối nha. Hello, hello, hello. Nói được. Em vẫn còn nhận ra mà, vẫn còn nhận ra. Em câu dược kia đã. Tên nha. Chưa biết rồi em. Vào sáng nay Sang với lại Tùng Sơn đi cách tin nhà bỏ ra ngoài. Rồi đi về kêu ghé qua Bán Phước chơi luôn nè. Định qua hát anh, với nhau. Anh đọc địa chỉ, em có biết địa chỉ đâu. Địa chỉ của mình là 1172 Trường Sa. Nó các bạn tới ngay cầu, các bạn tới ngay cầu số 6 á. Ngay cầu số 6, xét lên cầu số 6 rồi các bạn sẽ thấy địa chỉ quán cà phê Cà Phê Bán Phước. Và các bạn sẽ được chiêm ngưỡng nhan sắc một hot boy. Tính uống luôn á, tính uống. Cao Đình Phước. Cao Đình Phước. Và chúng ta sẽ được đến đây, chúng ta sẽ được nè ăn được ăn khô gà và khô bò nè. Cái này là củ đại nha. Và đây là Phước đại. Và chúng ta sẽ được ăn trái cây dĩa. Chúng ta sẽ được ăn, nếu mà bụng chúng ta sẽ có mì gói. Và nếu chúng ta nhậu xỉn chúng ta sẽ có một cái khách sạn năm sao trên gác. Và đây là nói chung là giống là một cái anh cái quán giống như cái gì anh? Hả? Giống như là một cái thiên đường thu nhỏ. Các bạn thấy những cái đẹp bên đây không? Toàn là các bạn đứng đây rất là lãng mạn. Nãy giờ Phước đang bận việc nên Phước không có nói chuyện. Phước nói chuyện riêng với Tùng Sơn đó các bạn. Nên là để mấy người kia hơi quậy phá tí xíu. Trời ơi! Nó cầm điện thoại anh tuồn xuống ngồi có 50 người coi luôn em. Nãy 100+ vô tuồn ngồi 50 người coi à. Cả nguồn xong bóng chân thôi bên lại mà bằng có bốn mấy ngày mấy bốn mấy người coi. Đúng không? Anh với em rồi mới lên. Anh đưa cái mặt. Mọi người ơi vô xem lại, mọi người vô xem. Đồ tăng lên kìa mấy ông. Bây giờ tăng lên. Hello, hello, hello. Đưa mặt tiền của anh vô là có view không mà. Xin chào Viên Sơn, anh thấy gì? Thấy gì? Không, không em ơi. Mình cái gì bây giờ? Rồi, mình tiếp tục đi, mình tiếp tục đi Sơn ơi. Tăng like lên, tăng like lên, tăng người xem lên. Mọi người share nhiều nhiều cho Tùng Sơn nha các bạn. Các bạn share cho Tùng Sơn lẫn Cao Phước luôn. Trời ơi, nãy giờ không chịu mở cái chế độ sáng lên cho nó xuất sắc. Em mới mở đó. Hai anh ở đâu vậy? Ở cà phê Cao Đinh Phước, 1172 Trường Sa, phường 13, quận Phú Nhuận. Và các bạn đến đây, bạn sẽ gặp được hot boy Lâm Kiến Sang. Đó, Lâm Kiến Sang sẽ về đây múa xiếc khỉ, các bạn hãy nhớ đến xem nhé. Trời ơi, mỗi lần mỗi đụng mấy điện thoại là tuồn người xem, tuồn lại. Hi nè các bạn, chào đón nam ca sĩ rất là điển trai, dễ thương và đó chính là Tùng Sơn các bạn à, chứ không phải Lâm Kiến Sang. Đây. Anh Tùng Sơn đẹp trai quá kìa. Quán tên gì hả? Đoàn Phan Hoàng Anh, quán là quán Coffee Acoustic và kịch cà phê Cao Liên Phước. Quán tên dài dễ sợ. Đâu có dài đâu, nó chia ra được hai mảng riêng biệt mà. Một bên là chơi acoustic ở dưới và trên lầu sẽ là kịch cà phê. Quán nói chung là kịch và hát với nhau đi. À, kịch cà phê acoustic và hát với nhau. Tùng Sơn hát đi kìa. Chừng nào lượt xem lên 100+ đi, Tùng Sơn sẽ hát cho các bạn nghe. Cảm ơn Đạt Nguyễn. Trời ơi, tự nhiên khen đẹp thấy ngại quá. Tùng Sơn nói chuyện với các bạn đi. Các bạn hỏi Tùng Sơn gì hỏi đi. Chủ yếu là người quen gặp bé Cao Thiên Phước là sao đây? Nói gì đó hả?
thả tim, thả tim, thả tim. Sao tự nhiên thả mặt phẫn nộ vậy? Không, cái này là cái thả cái mặt bất ngờ nè. Bất ngờ hả? Cái này là cái mặt bất ngờ nè. Thôi, cái này là ai đang bất ngờ về mình đó. Đúng rồi. Người ta là ai? Ai đang bất ngờ vì hai chúng mình. Đúng rồi. Hello, nghe giọng Phước ngọt đi. Cảm ơn Du, cảm ơn Nguyễn Phạm Văn Du. Ôi trời ơi. Nguyên xe mình Phước đẹp trai, cảm ơn em. Cảm ơn em khen đẹp trai, cảm ơn em rất là nhiều. Này chưa mặc tiền vô nữa rồi. Anh nhắn cho em cái địa chỉ anh. Ok em. Em cầm cho. Ừ. Mày. Khó chịu quá. Đừng đưa em, đừng tụt like xuống, đừng like em nghe. Hello các bạn. Trời ơi. Và chúng ta đang có mặt ở quán cà phê. Cao Thiên Phước đây, anh bữa cam cái máy dính gì nè. Các bạn ơi, các bạn chúng ta đang có mặt ở quán 112 và 76 người xem. Các bạn nhớ hết fan của mình. Anh Phước đẹp trai quá. Vâng, fan của mình là kìa. Cao Minh Luân bình luận kìa. Bình luận gì vậy? Đẹp đâu quá kìa. Đẹp đâu quá, mấy đứa đến luôn đi. Từ từ cưng, từ từ luôn à. Em đừng có như vậy. Không, cái này là em sẽ đẹp lên, em sẽ chiếm hữu anh Phước nè, đúng không? Em sẽ đẹp lên, trong thời gian em sẽ đẹp lên thì em ba đi em chiếm hữu anh Phước. Người ta đang có một cái chuyện tình. Chuyện tình không gì bạn. Chuyện tình không gì bạn nha mọi người. Trời ơi, mẹ đang có chuyện nói ngoài nó bung chỉ ra, không ai mai lại cho mình. Cười quá, cười luôn. À, cái miệng chưa có cắt chỉ, cái miệng còn chỉ mà. Cái hàm của mình á, nó cắt, phía dưới, phía trên rồi nó đẩy vô giống như cái gì chứ đội chơi vậy đó. Đẩy con phát ra vô luôn. Đẩy hàm vô rồi làm đẩy cái vô rồi trượt. Lấy cái xương cầm ghép xương hàm, trượt hàm ra ngoài. Rồi hà gò má nè. Nói chung làm toàn bộ việc xương mặt thôi chứ mà không có đau. Nói chung là mỗi chuyện nó cũng sẽ qua đi thôi, nó sẽ không còn cơn đau nữa. Cơn đau nó cũng sẽ qua đi thôi. Nhắm kịch bản với sao quá. Đó. Quá à. Phay ai cũng vậy thôi. À, phay người nào, phay người đó đẹp. Đúng rồi, nhưng mà phay Lâm Chí Sang mình không bao giờ được đẹp. Trời ơi. Mà đó giờ lần xem mới được thông. Mấy người ơi. Come on baby. Come on baby, vô đây để thả tim. Phúc ơi. Anh ơi. Kết. Cái này là Tùng Sơn phải nói từ từ. Tại vì Tùng Sơn cái miệng của còn cứng nha. Anh ơi. Kết bạn với anh. Anh chấp nhận đi. Ok. Chấp nhận đi anh Phước. Chấp nhận với người ta đi để người ta vui. Chỉ cần các bạn mà kết bạn với Phước hả, Phước sẽ like Tùng Sơn thường xuyên cho các bạn thấy. Các bạn sẽ được gặp Tùng Sơn rất đẹp, đẹp xuất sắc, Tùng Sơn xuất sắc. Để em thả tim cho nha, ok em, thả tim cho em. Ngày trước khai trương thì Tùng Sơn không đến được, tại vì Tùng Sơn đang làm xương gò má với lại cằm. Nên là ngày mai bắt đầu Tùng Sơn lại làm mũi và mắt rồi. Nên là bây giờ Tùng Sơn đến chơi với Phước. Để đẹp lên một chút xíu nữa em chỉ quay. Đó, thấy chưa? Thuốc hoài nha. Bỏ thuốc lên đây. Chị thằng chó đi coi, trời ơi trời ơi. Trời ơi. Nói chung là đi vậy làm gì nhau. Làm gì nhau. Tức lắm hả? Trời ơi, tức lắm hả? Trời ơi, có được giống như mình hơn mình nói, ok. Trời ơi, nhân viên không mặc áo, trừ tiền hết ngày hôm nay. Dạ. Chủ lo lai chim đi. Lo lai chim luôn đi. Lo ba chim. Anh ba của em được anh ba. Tối quá, giờ làm sao? Bây giờ đâu có biết làm sao cho nó sáng lên bây giờ. Mình ngồi bị ngược sáng, đây nè. Ok, bây giờ sáng chưa? Đó, bây giờ sáng rồi đó mọi người. Đúng rồi, Việt ơi, nay Sơn qua chơi với Phước nè.
Ôi, ai thả tim, thả tim. Mọi người nhớ bấm theo dõi nha, bấm theo dõi follow Phúc nha, hoặc là vô gửi lời mời các bạn nha. Mai mốt mỗi tối 3, 5, 7 chủ nhật hát với nhau, chơi acoustic, Phúc sẽ mời Tùng Sơn đến để giao lưu với các bạn. Mà các bạn phải nhớ ghé Acoustic Cao Liên Phước nghe, địa chỉ 1172 Trường Sa, phường 13 Phú Nhuận. Tại em có đem trên tình linh đó, nên em rộng chuyện đó. Sang MT, lâu rồi mới gặp Tùng Sơn. Tùng Sơn đang làm sắc đẹp nên là các bạn sẽ ít gặp lắm. Tùng Sơn đẹp lên, Tùng Sơn xuất hiện với các bạn. Dạ, thì lâu lâu xuống chơi thì được, tại vì em có công việc đó, cả không có làm. Lâu rồi mới gặp được Tùng Sơn, ok. Bây giờ là gặp được rồi. Tùng Sơn bao giờ làm ngực kìa. Hả? Dạ. Trời ơi, chắc em chết. Rồi, 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 em nhắn địa chỉ. Tùng Sơn bao giờ làm ngực hả? Tùng Sơn không bao giờ làm ngực đâu. Âm. Đúng không Sơn? Âm. Không làm ngực đâu. Sơn sẽ không làm ngực đâu. Này, trời ơi, có thu dù. Trời ơi, kêu anh đừng nói, cho gặp Tùng Sơn nói đi. Giờ Sơn nói đi, nó. Mọi người yêu cầu Sơn nói kìa. Yêu cầu Sơn nói là Tùng Sơn bây giờ là hiện tại là cái chồng của Tùng Sơn là hiện tại là trong khoang miệng toàn là chỉ. Nói nhiều, bún chỉ. Nói nhiều, chỉ sẽ bún ra, xúc hàm ra, không ai đợi nha. Trời ơi, ở đây không có ai mai lại đâu. Trong miệng chỉ không à. Làm muối bụng kìa, làm muối bụng với mông kìa. Muối bụng với mông làm sao không hiểu ta? Làm bụng sống muối á. Làm bụng sống muối. À, muối bụng sống muối rất là dễ dàng. Giống anh nè, không lắc nữa là mình cưỡi ngựa là thành bụng sống muối liền. Ờ đúng rồi. Chơi trò cưỡi ngựa nhiều vô. Tập gym ở trong cái phòng chỉ có 2 mét thôi á. À. Trên cái giường nó mau có muối đó. À, tập nó rung rung vậy nè. Khó ngỏ. Rồi trong một thời gian khoảng chừng một tháng cái bụng của mình sẽ giảm mỡ đi và lên sau muối liền. Đó chính là trò cưỡi ngựa. Đó không phải là trò cưỡi ngựa, là tập gym. Tập gym cưỡi ngựa. Tập gym ở trong phòng lạnh. À, tập gym trong phòng mát. Tùng Sơn chuyện nhựa trói thành con gái hợp hơn ấy. Nói chung là cả hai luôn. Mình thích thì mình là biến hóa thành con gái nha, nhưng mà biến hóa thành con gái nó biến hóa nhiều khi á, cái sức mạnh của công chúa nó không có đạt tới mức, chỉ là biến nó thiếu cái này thiếu cái kia thôi. Biến chữ điệp biến được mặt thành công chúa, nhưng mà bộ phận nó biến nó không có được, tại vì phép thuật nó chưa có đạt đỉnh cao. Bây giờ chỉ biến khuôn mặt trở thành sói ca thôi đúng không? Sói ca với công chúa thôi, đó hai thứ, nhưng mà cái bộ phận khác nó không có biến được. Tại vì phải có sức mạnh mạnh mẽ đúng không? Phải đạt tiêu chuẩn mới biến được hoàn toàn. À, khai trương quán xong thấy anh ốm hơn hả anh Phước? Đúng rồi, ốm xuống 7 ký. Vậy? Anh xuống 7 ký hả? Ừ. Khai trương quán xong rồi ốm xuống 7 ký rồi. Nay nhìn người ốm lắm. Nay Tùng Sơn qua thăm là vui, tối nay lên được 2 ký. Mặt hơi sưng sưng đó nha. Mặt hơi sưng sưng rồi, mai làm đúng không? Mai Sơn sẽ làm tiếp rồi, Sơn sẽ đẹp xuất sắc. Mình muốn Tùng Sơn nữ tính hơn kìa. Hả? Đấy, mình muốn Tùng Sơn nữ tính hơn kìa. Nữ tính à, nữ tính thì biến hóa thành công chúa thôi đúng không? Đúng không? Biến hóa thành công chúa thôi, biến hóa. Trời ơi, bây giờ nhìn Tùng Sơn men quá kìa, mọi người không chịu. Yeah. Đó. Đây, hôm nay quay cái màn hình kích thấy mình. Đây. Đó. Tùng Sơn như vậy mọi người chịu không? Đó, Tùng Sơn như vậy mọi người có chịu hay không? Đó, thấy chưa? Quà. Xuất sắc chưa? Mọi người thấy Tùng Sơn xuất sắc chưa? Đó. Hai anh đi ngủ chung đi, trời cái gì vậy? Giờ còn sớm mà ngủ nghe cái gì? Muốn thầm hát bài thì hát bài. Sơn, kêu hai anh đi ngủ chung đi, giờ sớm ngủ vậy mai mốt ngủ sẽ livestream mọi người hiện đâu. Sớm ngủ em livestream nữa. Em livestream nữa em hả? Em nữa. Đây có Khôi mai mốt anh với Sơn mà ngủ là sao? Khôi sẽ đi livestream giùm cho hai người. Chuột tình tay ba. Còn gì bên này? Lâm Kiến sang là người lồng tím. Mới phim. Em rồi, em là người lồng tím.
À, chứ hôm nay rất là vui nè, sân qua quán của Phước nè chơi. Mọi người nhớ ủng hộ Phước nhiều hơn nha. Cà phê Acoustic hát Acoustic với nhau Karin Phước. Địa chỉ 1172 Trường Sa, phường 13, quận Phú Nhuận nha. Ai ủng hộ vậy? Đúng 19:30. Dạ lên với 357 Chủ Nhật. Đây và đây. Đây có mặt tiền vô đang lên nè, đang 200 mấy người đang 200 mấy người xem mọi người. Ừ, đang 200 mấy người xem rồi đó. Qua đây đi. Qua đây đưa cái mặt vô cái tuột xuống còn 50 lần. Đó. Nói chơi ra ba thiệt hả? Oh. Chưa bạn. 200 người xem rồi, Tùng Sơn hát đi kìa. Sơn hát rồi đi em. Trời ơi. Các bạn qua chơi. Ủng hộ bạn anh Phước. Dạ. Thấy anh uống nhiều. Hôm nào em qua khai trương. Nói chung là quán khai trương lâu rồi. Đó, giờ mới qua hả? Sân đẹp rồi đó. Ngủ đè anh Sơn chết luôn. Ai? Comment kìa. Nguyễn Thành Đạt. Ngủ đè anh Sơn chết luôn. Ồ, thiệt gì luôn hả? À. Hãy tha thứ cho em nha. Đó không? Trời ơi, nó ngồi nó coi thấy tay anh Sơn để cho ấy kìa. Em để, anh để nhà em để tay vô. Ai mà chịu soi dữ hả? Ai soi dữ vậy trời, ai? Ngồi sao đó hỏi em để tay dưới luôn kìa. Ai? Đè buông chị. Ai vậy? Thành đèn. Tùng Sơn phẫu thuật thích là như vậy, nói nghe đi. Hà phẫu thuật qua bên xương hàm mặt, hà gò má là 60 triệu, cắt xương hàm mặt là 80 triệu, trượt cầm là 65 triệu, ui ca cắt hàm trên hàm dưới nữa là 80 triệu, nhờ hết nhiêu. Nhiều quá. Ui lập mai cái là mũi 40 triệu, cắt mắt 25 triệu, làm môi 55 triệu, hết nhiêu rồi. Ủa tính nãy giờ là gần tỷ luôn. Nó không tới đâu, mấy trăm triệu anh ba. Chắc nói chung là khoảng 300 triệu đi hết mất. Sao 300 triệu được? 300 triệu đi hết mất rồi. Cái này là 80 rồi, phải không? 80 hay 60 rồi, 20 80 cũng hết 140 rồi, 140 cái này 60 đó là 200 rồi. Mất cái này không 200 rồi, à, 40 nữa. Dạ, à, gọi má là mấy chục hay 60. Đúng rồi. Còn, nè, gọi má chưa cắt chỉ lắm nè, đó còn chỉ nè. Bây giờ còn chỉ hết luôn, hai bên còn chỉ hết luôn kìa. Nè, bên chỉ nè, hai bên còn chỉ và trong cái miệng là chỉ không nha. Trong cái miệng, khoang miệng là chỉ không. Nhai phải nhai chữ tự thôi. Thậm chí ngậm nó không có được luôn. Môi 55 triệu là bằng giá bên hàng luôn rồi. À nó chỉ được nhưng mà ngậm không có được nhưng đâu. Được. Ngậm không được. Ngậm là cái răng này nè. Cái răng cái hàm nó xúc ra ngoài nó dính. À, chơi đi ai. Mọi người hỏi Sơn có sửa lại giọng nói không kìa. Không, giọng nói lên. Chắc chắn là không. Đó là điều đặc biệt của Sơn. Ai thương Sơn sẽ quý trọng giọng nói của Sơn. Trời ơi, ngứa mắt vô. Thôi bỏ vai đi, không quan tâm tới trời. Ơi. Sửa ở trung tâm nào vậy kìa? Trung tâm thẩm mỹ ra thì Thái Lan lại Thanh Quân hay gì không hiểu. Không hiểu cái vấn đề đang nói gì. À. Mọi người đặt câu hỏi khác đi. Đây vô đây là gần lên đang lên nè, đang hơn 400 lượt người xem nè, đi vô đây. Tức dữ lắm luôn, tức gói máu mà biết làm gì giờ, đâu làm được gì giờ. Như hồng làm sao, hồng gì? Nói hai đứa mình bị khùng. Trời ơi, nói chung khùng lâu rồi. Nói chung là người bình thường vô coi người khùng nó mới khùng hơn luôn á. Đó, đúng rồi đó. Gấp đôi người khùng đúng không? À trời ơi, người bình thường ở đây là người ta khùng á. Mà người bình thường vô còn càng khùng nữa, ai đi ra đi, không ai tiếp đâu. Coi ở đây không bán vé nghe chưa, nghe chưa. Không bán vé. Miễn coi, ở đây miễn coi, không phải là rạp chiếu phim. Không phải là rạp chiếu phim đâu nha. Hỏi người yêu Sơn đấy hả?
thì Trung Nguyên mà Trung Viện á, Trung Viện, Trung Bệnh Viện á. À Trung Bệnh Viện hả, ok. Bây giờ 500 người xem thì Sơn sẽ hát. 500 người xem Sơn sẽ hát nha. Bây giờ chờ đây, 500 người xem thì Sơn sẽ hát. Không, 500 người xem không qua không hát, nhưng mà lột đồ đi ra ngoài đường vòng vòng nè. Ủa đó. Vậy luôn hả? Đó, 500 người xem, ngàn người xem đi làm liền tại chỗ luôn cho mà xem. 1.000, 1k lượt xem là Tùng Sơn sẽ lột đồ đi ra ngoài trước chiếc đường luôn. Sửa hàm răng luôn. Ồ, Sơn đang sửa hàm răng mà. Sơn đang làm răng luôn mà. Sơn làm răng. Sơn đang làm răng luôn. Nói chung là cái hàm trên này nè, cái hàm trên, hàm dưới Sơn, đó. Sơn chỉ mới cắt hàm trên, hàm dưới thôi. Mai mốt Sơn sẽ làm răng nữa. Là Sơn sẽ xuất sắc liền. Đạo diễn đó. Tùng Sơn đẹp trai quá. Bây giờ Tùng Sơn đẹp hơn rồi. Sửa được mắt sao không sửa cái giọng nói luôn đi. Trời, sửa được cái giọng nói là đâu ai rồi nha. Nhận ra em đó đúng không? Đúng rồi. Nhờ cái giọng nói người ta mới nhận ra Tùng Sơn đó. Chứ sửa cho đổi giọng nói đâu ai nhận ra Tùng Sơn đâu. Chính xác. Bây giờ chỉ còn cái giọng nói thôi chứ khuôn mặt đã thay đổi hết rồi, giọng dáng thay đổi hết rồi, bây giờ đẹp chứ lên. Đổi cái giọng nói một cái là nói chung là sao này còn sẽ thay đổi nữa. Đúng chứ không phải rồi. Là thấy đâu. Trời đất ơi. Làm sao mà thay đổi luôn giọng nói được. Há mồm ta nghe nó có lực á. Ăn tối chưa? Há mồm ta nghe là xe chơi cùng Sơn. Đừng đổi giọng nói, đúng rồi. Đừng đổi giọng nói. Đúng rồi, nói chung là đừng đổi giọng nói. Đổi giọng nói thì mọi người sẽ không nhìn ra Tùng Sơn nữa. Chờ ha, chờ làm mắt và mũi cái nữa là khác biệt hoàn toàn luôn. Mới nhậu xong à? 500 người xem đi, Tùng Sơn hát. Nhưng mà tắt mưa, nhưng mà lúc đó anh cho em ơi. Quay mà chụp đi, nói chung là này mới là này nó đút luôn điện thoại. Thôi em ăn đi. Thôi ôi vậy luôn hả? Thôi bảo vậy luôn hả? Em ăn đi. Trời ơi, cái miệng của mình bác há nè. Há không được. Thấy không? Há được cái chút xíu à. Trời ơi, nó đốt tại đây như cái mắng ra trời. Trời, thả thính đồ ha. Nói chung là thả thính cứ vô tư thoải mái đi. Mọi người hỏi kìa, tiền đâu mà Tùng Sơn phẫu thuật nhiều quá vậy? Cái đây là Tùng Sơn đến hỏi mọi người là cảm ơn mọi người đã cho Tùng Sơn. Bây giờ cái nhờ Tùng Sơn phẫu thuật là cũng chính là nhờ mọi người luôn. Nhờ mọi người cho Tùng Sơn cái sự nổi tiếng. Đúng mới rồi. Được mới được phẫu thuật. Ai vậy? Yêu của em. Trời ơi, ai cũng người yêu nó. Gì? Giống như San nói chuyện tình yêu của San đấy. Tùng Sơn mới chửi San. Gì? Hãy xem như chúng ta không làm việc với nhau. Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu. Khi nào chúng ta sẽ gọi xe hết rồi đi chơi nhá. Người ta không được ăn bò mà mua mấy cái tò mấy đồ độc á. Bốn bò Huế nè, rồi cái này nè. Bốn bò, giết tôi đi. Chưa đủ gì, đi KFC hả? Chưa đủ gì KFC. À KFC, đủ đi ăn gà. Trời, vui vậy. Đi ăn gà em nhai, thứ nhất là em không nhai được, thứ hai là cái gà đó em không nhai được, và thứ hai nữa là cái gà em không ăn được gà. Hello gái quê, anh áo sọc đẹp trai quá, anh là Cao Thiên Phước, đây là quán của anh, Tùng Sơn ghé bên anh chơi, hiểu không? Mọi người đến quán của anh ủng hộ nha. Ok. Acoustic vào 357 Chủ Nhật, 19:30 hàng tuần. Rồi, đúng là sợ không tiền thôi chứ bây giờ là đẹp rồi. À Trường Nguyên MC kìa, hôm nào ở quán anh Phước tặng Tùng Sơn mỹ phẩm trắng da. Ôi, mừng quá đi. Anh có mỹ phẩm bên Mỹ về kìa. Anh chơi thôi chứ. Anh xài em đưa cho em xài. Tại vì tại ở bên Mỹ á, mỹ phẩm đó ở bên Mỹ nên chỉ đừng có để ý. À, quán anh ở 1172 Trường Sa, phường 13 Phú Nhuận em ơi. Cà phê Acoustic và kịch cà phê Cao Thiên Phước. 1172 Trường Sa, phường 13, quận Phú Nhuận. Bên này
ngay đường rầy xe lửa cắt ngang với lại đường Trường Sa. Bên đây nó không có cầu số 6. Mọi người chào công chúa kìa. Chào mấy người. Được 500 người xem đi, công chúa hát cho mọi người nghe. Nhưng mà công chúa hát bài chỉ luôn. Hát bài chỉ thì có hát bài lên tông, lên giọng mới hát được. Ờ. Lên tông, lên giọng mới hát được. Hôm mai mốt lành qua qua hát nha. Chơi acoustic chứ. Hai người tình cảm quá, hôn cái đi. Trời hôn mai lên đó luôn. Cái tay của Sơn để nữa kìa. Cái tay của Sơn để nữa kìa. Sao lại cứ bóp ở dưới hoài? Có đâu, để vậy thôi. Có đâu trời. Chịp sai sai thì sẽ làm được. Hôm nay Tùng Sơn qua quán, tại vì ngày khai trương Tùng Sơn qua không được, nên hôm nay, tại vì ngày mai Sơn cũng phải đi phẫu thuật tiếp lần 2 rồi, Sơn sẽ đi làm mũi làm mắt lại rồi, nên là hôm nay Sơn qua chơi, Tùng Sơn qua chơi. Ok. Mà chơi đôi thôi. Có bữa anh like đó, mày xem có như đây không anh? Không, anh like hả, ế đó. Bây giờ có Tùng Sơn nói chuyện vui thì mọi người vô đây coi đúng không? Đúng rồi, mọi người vô coi, có Sơn mọi người vô coi quá trời. Ở cái Facebook anh mà mấy bao nhiêu là follow vậy? 14-15 ngàn. Anh có 14-15 ngàn follow. Anh nào đồng ý trả về Trà Vinh chưa? Chưa. Còn làm mà chứ có gì Trà Vinh. Tùng Sơn chuẩn bị làm mũi, làm mắt nữa rồi. Chuyện ta đang chuẩn bị làm phần mềm. Ok Nguyễn Thành Đạt, chút xíu nữa anh vào kết bạn nha. Chút xíu nữa vào kết bạn. Bao nhiêu lâu chưa ta? 36 35 7. Các bạn nhìn Tùng Sơn có lạ không? Nhìn Tùng Sơn đẹp hơn xưa nhiều rồi đó nha. Ai cũng khen đẹp hết trơn nghe Sơn. Cảm ơn mọi người. Mọi người nhớ ủng hộ cho Phước nhiều 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 nha. Ai có sức vào thứ 3, 5, 7, Chủ nhật 19:30. Địa chỉ là 1172 Trường Sa, Phù La, Phú Nhuận nha. Mọi người add Facebook hoặc là follow Phước nha. Mọi người ngưỡng mộ Sơn vì Sơn không sợ đau. Khói, em ăn được khói. Dạ, anh ăn đi anh. Nói chung là ở đây á là đau trong sự đẹp. Đau mà sự đau trong sự khao khát là có nhân sắc. Đúng không? Là cái sự khao khát của mình, do dù đau đi chăng nào thì mình vẫn chấp nhận cái sự đau đớn đó. Mà cái sự đau này là cũng sẽ đã qua đi rồi và sẽ không còn được nữa. Bây giờ chỉ còn đau một chút xíu nữa là hoàn thành hết mọi thứ. Giờ mai là tiếp tục đau nữa nè, mai tiếp tục đau chút xíu là hoàn thành. Hoàn thành rồi, hoàn thành bước 2 rồi. Thật sự đẹp xuất sắc. Cái đó là sẽ ngồi lời với anh Phước. Hai người quen nhau chắc luôn rồi, Quỳnh Duy Anh. Đúng không? Hỏi anh Phước không? Biết là hỏi anh Phước đi. Thả tim. Bung đi mọi người, cứ bung tim đi. Làm gì ôm vậy? Nguyễn Thành Đạt hỏi làm gì ôm vậy? Làm gì ôm dữ vậy hả trời? Chứ chẳng lẽ
phải là không cần đâu ôm chứ sao. Bây giờ ôm giữa Thanh Thiên Bình Nhật luôn mà, giữa quán luôn nè, có mọi người mà, đó thấy chưa. Đó, đó. Trời ơi, xuống đường yêu rồi trời, làm cho mọi người ra đi ngủ hết trơn rồi. Mọi người đi ngủ hết rồi. Chắc nãy giờ thôi bây giờ chào mọi người đi ha. Bây giờ chào mọi người ha. Bây giờ chào mọi người cái nha, người tắt offline nha. Offline nha. Bây giờ là chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ, ngủ ngon. Có một giấc mơ thật là siêu đẹp nha. Mọi, nhưng mà mọi người nhớ đến ủng hộ cà phê Acoustic của Calin Phước nha. Địa chỉ 1172 Trường Sa, phường 13, quận Phú Nhuận. Và 246 sẽ diễn kịch và 357 chủ nhật sẽ chơi acoustic và hát với nhau lúc 19:30 nha. Bây giờ thì bye bye đi Tùng Sơn, bye bye mọi người nha. Khôi bye bye luôn. Bye bye. 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 Bye bye.